Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ demo cho quý vị và các bạn cái Windows 11 dành riêng cho chuẩn Legacy BIOS, và mục tiêu hướng đến cái bản gốc này chủ yếu là những cái máy tính đời cũ ở Việt Nam. Và mình dạo quanh khắp cái thị trường Việt Nam, máy tính để bàn hiện tại thì đa phần một số gia đình hoặc là một số cơ quan xí nghiệp vẫn dùng cái mainboard cũ của Intel. Ví dụ như là G31 hoặc là G41, CPU là Phantom hoặc là Core Hydro. Tuy nhiên là họ cũng mong muốn sử dụng những cái hệ điều hành hiện đại như là Windows 11. Bởi vì là Windows 7 cũng vừa mới khai tử năm ngoái đây thôi. Và dự là tương lai là sẽ không có cái hãng phần mềm nào hỗ trợ cho Windows 7 nữa. Do đó là mình làm cái bản Windows 11 này chủ yếu nhắm đến những cái đối tượng là máy cấu hình thấp. Đây. Cái cấu hình mà mình thực hiện là cấu hình tối thiểu của Microsoft. Đây, CPU là 2 nhân. RAM là 2 GB. Sorry, RAM là 4 GB. Nó ăn 2 GB. Cũng không có nhiều. Tuy nhiên là Microsoft đề xuất 4 GB là để còn lại cái lưu lượng trống, lại để cho cái trải nghiệm nó tốt hơn. Và mình đã vượt qua nhiều cái rào cản của Microsoft để cài được cái bản Ghost này, bởi vì là nhưng cái video trước mình làm á là yêu cầu của Microsoft về phần cứng rất là khắt khe. Chỉ những cái máy tính mà đời 2018 về sau mới cài được cái bản này thôi. Tuy nhiên thì mình làm cái bản gốc này chủ yếu là những cái máy tính mà đời 2007, 2008 hoặc là 2010. Đặc biệt là 2010. Mình đem cái bản gốc này mình thử lên cái máy bàn đời 2010 chạy rất là mượt. Và mình cũng lưu ý khi mà chạy cái bản gốc này thì RAM phải 4 GB và bắt buộc phải sử dụng cái ổ SSD. Bởi vì là mình đã từng thử cái bản này trên ổ HDD rồi, rất là chậm ổ cơ. Ổ HDD rất là chậm. Vẫn load rất là lâu, do đó là nên dùng SSD cho cái bản Ghost này. Với lại mình cũng đã tắt hết tất cả những cái hiệu ứng nhảy múa rồi. Mình để cái giao diện nó tối giản nhất có thể. Với lại hiện nay thì những cái main mà G31 hoặc là G41 RAM maximum là 4 GB, có một số dòng là 8 GB. Tuy nhiên là maximum của nó vẫn là 4 GB. Cho nên là muốn dùng cái bản Ghost này là phải nâng RAM lên để mà sử dụng cho đúng cái chuẩn của cho đúng cái yêu cầu của thằng Microsoft. Và đây là cái phần mềm mình đã cài đặt đây. 40 phần mềm, chủ yếu là những cái phần mềm cơ bản thôi. Ví dụ như từ điển hoặc là duyệt mạng hoặc là coi phim, nghe nhạc thôi. Chứ mình không có cài nhiều cái phần mềm lập trình. Và cái mức độ ăn ổ cứng nó cũng chả có nhiều. Microsoft yêu cầu 64 GB, tuy nhiên thực tế là 20, 24. Do Windows 11 là càng về sau nó càng nặng. Chứ nó không có như cái Win ngày xưa. Win ngày xưa nó ít, nó ăn ít ổ cứng, tuy nhiên càng về sau nó bắt đầu từ cái bản 10 mà 2019 ra đây là nó ăn rất là nhiều. Và Office ở đây là mình cài Office 2010 chứ mình không có cài bản cao hơn. Bởi vì là cái bộ 2010 là theo mình nghĩ là nó ổn định với lại phù hợp với nhiều loại đối tượng người dùng, từ người trẻ hoặc là người lớn tuổi rồi đều dùng cái bản 2010 này. Đa phần là bản 2010 này mình đi khắp cái Việt Nam này, mình đi khắp cái Việt Nam này là đa phần thấy họ dùng cái bản 2010 này là phổ biến. Đặc biệt là những cái người lớn tuổi hoặc là những cái doanh nghiệp lâu năm. Đấy. Và đặc biệt là sắp tới ngày 20 tháng 11 là ngày Nhà giáo Việt Nam, cho nên là mình có món quà muốn gửi tặng các thầy cô á, là các cái công cụ mình cài trong cái phần mềm này hỗ trợ cho cái việc giảng dạy và học tập. Thí dụ như là MathType, chắc ai cũng đã biết rồi. Hoặc là GreenEQ để chuyển từ lập trình LaTeX sang dạng Word và chuyển ngược lại. Nó thuận tiện rất là nhiều đối với lại các thầy cô mà thường xuyên soạn thảo văn bản bằng LaTeX muốn xuất ra Word. Hoặc là cái Aspiring. Cái Aspiring là từ cái đợt dịch vừa rồi là rất là nhiều người sử dụng cái bộ này để mà soạn thảo những cái slide, rồi tạo ra những cái bài giảng mà nhằm tăng cái tính tương tác, sinh động cho học sinh. Vậy đó là mình cũng cài luôn cái phần mềm Aspiring cho các thầy cô luôn, là các thầy cô khỏi phải mất công cài cho mất công. Mình đã cài sẵn hết rồi. Do đó là cái bản code này nó nặng là vì lý do là vậy. Đó. Với lại là cái mức độ chiếm tài nguyên phần cứng nó không có nhiều. Nó như chừng này thôi. Không có nhiều.
Và trình duyệt mạng là chữ trình duyệt mạng là mình dùng Firefox chứ mình không dùng Chrome. Bởi vì Firefox và Chrome nó ăn rất là nhiều tài nguyên ổ cứng với lại tài nguyên RAM. Và Firefox là cái quản lý bộ nhớ nó rất là tốt, nó không có như thằng Chrome. Chrome nó háo RAM. Bây giờ mình thử vào kênh YouTube của mình nhé. Không dám vào mấy kênh khác sợ bản quyền. Dụ như là đây. Xem thử nó ăn bao nhiêu. Quả một tab thôi nhá. Bây giờ mở thêm cái tab thứ hai luôn mình hạnh. Mở thêm một tab. Giới thiệu dầu gội Ramus. Nếu bạn tìm dầu gội có tác dụng mượt tóc vừa trị gầu, hãy chọn Ramus. Ramus dầu dưỡng chất với bạc hà, mát lành như băng. Ramus dầu gội hai tính năng, mượt tóc, trị gầu. Dầu gội Ramus đẳng cấp hàng đầu Việt Nam. Ramus. Nó không có ăn tài nguyên nhiều, nó ăn tài nguyên rất là ít, bởi vì là mình đã tối ưu hóa sẵn rồi, với lại mình dùng cái trình duyệt Firefox nó tối ưu hóa rất là tốt như lúc nãy mình vừa mới nói. Tuy nhiên một cái lời khuyên chân thành đó là muốn sử dụng được cái bản code này là phải RAM là phải từ 4 GB trở lên và ổ cứng là mình khuyên dùng loại SSD thay cho cái loại ổ cứng bình thường, cái loại ổ cứng HDD. Cái bản này mình đem mình test trên cái bộ ổ cứng HDD rồi. Nó rất là chậm và cái thời gian khởi động nó rất là lâu. Nó không có bằng SSD. Và hiện nay trên thực tế thì một số cái mainboard được bán trên thị trường là chủ yếu là RAM 8 GB trở lên hết, điều này là khỏi phải bàn. Tuy nhiên những cái máy mà RAM G31 là maximum của nó là 4 GB. G41 là một số cái main nó 8 GB, do đó là tha hồ để mà sử dụng cái bản code này. Do đó là muốn sử dụng cái bản code 11 này là phải nâng ổ cứng và nâng RAM lên để cho cái hiệu suất hoạt động nó được tốt nhất. Và video của mình đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. À quên, nãy mình cũng chưa show cái bằng chứng cho các bạn coi. Đây, cái bằng chứng đây, mình bằng chứng chứng tỏ mình vượt rào đây. TVM không có, Secure mình tắt và BIOS là Legacy. Điều này là coi như là những cái máy mà đời cũ là coi như xài thoải mái mà không bị Microsoft ngăn cấm. Vậy thì video của mình đến đây là hết và cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi và nhớ đăng ký cũng như là ủng hộ cái kênh của mình để cho cái kênh của mình nó được khởi sắc hơn. Chào tạm biệt quý vị.